nào mình cũng học hết trơn á. Trời rồi, chỉ có một cái môn á là hả mày rất là lo, đó là môn tập làm văn. Con biết biết làm tập văn không? Dạ có. Bây giờ nhiệm vụ của Nhi á là Nhi sẽ đọc tập làm văn, còn ba sẽ ghi cho Nhi. Ok, bây giờ Nhi muốn tả ai trước nè? Tả gia đình. Rồi. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ kể gia đình. Ba mình đây là Lê Dương Bảo Lâm. Ba mình làm người ca sĩ và diễn viên. Ba mình đọc chậm thôi bà Hai ơi, đọc chậm giùm tôi. Ba mình nhìn qua ba tả nè, nhìn qua mặt ba tả nè. Mắt của ba mình rất là to, giống quả trứng. Răng miệng của ba mình rất là to, răng của ba mình rất là to, mũi của ba mình rất là to. To hoài, mũi nhỏ rồi. Nhỏ đi, tự nhiên cái mũi to, nhỏ nha. Dạ. Ok, nhỏ giống gì? Giống trái nho. Giống trái nho. Rồi tiếp. Ba. Gì của ba mình rất là sắc. Cái gì sắc gì? Sắc gì sao muối? Trời ơi, đã luôn, cái này sắc muối đúng không? Cái này con nói nha, chứ ba không nói nha. Bây giờ đến được mẹ mình. Bây giờ đến được mẹ mình rồi. Mẹ mình rất là hấp. Rất là gì? Rất là hấp. Hấp hả? Hấp. Hấp là hấp như thế này nè. Hay là lùn nữa con, lùn giờ lùn hấp hấp. Lùn. Lùn. Mẹ mình rất hấp lùn. Mẹ mình đây là Quỳnh Quỳnh, còn em mình gọi mẹ mình là tên là lùn. Lùn đâu? Em mà. Lùn đâu? Lùn đi rồi. Lùn đi rồi hả? Lùn thương con không? Có. Rồi tiếp. Mắt mẹ mình rất là nhỏ, mũi của mẹ mình rất là nhỏ luôn. Nhỏ như cái cốc kia mẹ. Chôm chôm, măng cột, sầu riêng. Con chọn trái đi. Chôm chôm. Mắt nhỏ như trái chôm chôm. Ok. Mẹ mình gột tóc lên sân hình tròn. Mẹ hay là mình làm sao? Con ngủ đi mẹ, ngày mai phải còn đi học nữa. Okay. Bây giờ sẽ tiếp tục úp phim. Úp phim tiếp. Úp phim á rất là nhỏ xíu và rất là cân, và cái chân thì nhỏ xíu thì mềm, và cái tay rất là mềm. Tay mềm. Rồi. Má mềm. Má mềm. Má mềm. Con tả phim là tả đồ ăn vậy? Con tả phim là tả đồ ăn vậy? Bây giờ mình sẽ kể em Ngọc. Em Ngọc của mình hết màu vàng với màu cam. Vàng cam. Ngắn kẹp. Em Ngọc rất là nhõng nhẽo với mình, rất là mệt luôn. Ok con, ok, ba nghe rồi. Nên mua chủ chơi nha. Mình rất yêu gia đình và gia đình rất là yêu mình. Viettel Media sản xuất và phát hành.